Sáng 19 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp xác minh vụ mua bán hoa lan đột biến được cho là lên đến gần 300 tỷ đồng tại phường Mạo Khê. Văn bản của thị xã Đông Triều nêu rõ, qua phản ánh của một số cơ quan báo chí, trang mạng xã hội, trên địa bàn phường Mạo Khê, Đông Triều có những giao dịch mua bán hoa lan đột biến với giá trị lớn, có loại lên đến 250 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều giao Công an thị xã chủ trì phối hợp với Chi cục thuế Đông Triều, Ủy ban Nhân dân phường Mạo Khê kiểm tra xác minh cụ thể và căn cứ các quy định của pháp luật, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã xử lý theo quy định nếu có.